Nè, nhẹ ăn đi. Rồi, cứ tự thôi. Ông làm gì vậy? Mà cô nói xong trời. Đi. Ông làm nhảy nấu cúng cơm nữa rồi đó. Thôi mày ở đây đi. Già khó tính, xấu tính mà còn ngang nữa. Không đánh đi rồi. Alo, alo. Quýnh thiệt hả cơ? Nếu mẹ quýnh trời. Hả? Ủa Thúy ăn đâu đang khóc vậy? Làm gì khóc đó mày? Khóc đâu ạ? Gì ạ? Vụ gì nữa? Hôm nay đã đến tôi cúng cho ổng mày xuất hiện làm chi? Tại vì hôm trước tao bắt ổng không được phải không? Hôm trước tao bắt ổng không được, hôm nay tao muốn cúng kiến cho ổng, cho ổng ăn để là làm quen với ổng, để tao từ từ tao dụ ổng phải không? Sao quýnh nó kỳ cục à? Nó có dành ăn với ông không? Nó đuổi tao đi nữa. Đuổi ông hả? Ừ. Chịu ngơ, có bạn là bạn không ở đi. Nó đuổi tao đi nè. Ông già rồi, đi đi. Ở đây để cho nó. Hello, xin chào mừng các chú anh chị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Sông La TV cả nhà. Theo người thì hiện tại giờ mình đang trở lại miếu ông già. Thì ở tập trước cái nhà mình xem là mình đã bài chặn ngủ lên chặn bắt ông ta. Nhưng mà ông ta ông thể nội này ông giải rất là lẹ. Ông giải kỹ thuật bắt vong của mình rất là lẹ cả nhà. Tôi xin nó nghiêng chuyện người ta. Và hôm đó thì mình bài chặn bắt đó nha, thì cũng dính á, nhưng mà ông ta giải một cách rất là nhanh chóng, thì chứng tỏ ra là cái thuật pháp của ông ta rất là cao. Thì hôm nay mình trở lại để bắt ông này nữa mọi người. Thì lại có một sự cố như thế này là hiện tại bây giờ trời đang mưa âm râm. Mình không biết là có quay được hay không, tại vì đã đến đây rồi. Thì ở đây là cái nhà mồ phía ngoài ở cái đường đi vô miếu ông già. Mà bây giờ đi về thì lại không có clip cho cả nhà mình xem. Và nếu mà quay thì sợ hư máy móc, hư đèn đuốc thì khá là phân vân luôn rồi. Mọi người nghe tiếng mưa rất là rõ không? Thì mưa cái này máy ướt thì chắc đây. Mình cũng không biết như thế nào. Thì cái vong ông này, cái linh, cái ông thầy Quý Đô Chọc này cả nhà, với thầy nội nè, là hôm trước ông Tích nói là cái vong ở nhà hoang kia áo xanh á, là vong của Diễm Mu. Nhưng mà ba hồi thì ông nói là Diễm Mu, ba hồi là ông nói là hai ba vợ, ba hồi nó lum lá chứ. Thì không, mình nghĩ á là theo những lời ông nói là không có nào thật hết chứ. Ông muốn lừa mình thôi. Nên mình cái vấn đề mình tin á thì các bạn không có tin nhiều. Nhưng mà tại lúc đầu mình nghĩ là sẽ dùng biện pháp mềm mỏng để giao tiếp và cảm hóa ông ta cho đến khi mà mình đưa ông về chùa. Nhưng mà hầu như ông này ổng
khá là cứng đầu vào, không chịu, thậm chí đuổi đánh mình và lẳng luôn cả con quỷ mặt đen Thúy An này cả nhà. Thì mình mới dùng biện pháp mạnh là bắt ông, nhưng mà lần trước đó xảy rồi, lần này trở lại thì chắc có lẽ ông rất là dữ, mà không biết chờ mưa này là ông ta có dám xuất hiện hay không mới là vấn đề. Nếu mà ông ta thật sự mà xuất hiện dưới trời mưa thế này thì cái khả năng ông này mạnh và không có sợ sấm sét, không sợ trời đánh gì cả đó, thì càng ngày càng khó đối phó. Phải chi mà cái bông quỷ áo xanh ở ngôi nhà Ton mà nó là vợ của ông ta thì là Diễm Mu đó, thì khi mà ông gặp lại thì chắc chắn là ông sẽ theo mình về chùa, tại vì ông nói là khi nào thì Diễm Mu ông mới về chùa. Nhưng mà khi mình đến mình báo ông là có một cái bông vậy giống Diễm Mu hay không, nó đúng rồi, dạ ông. Nhưng mà kia ông đi kiếm qua bệnh kiếm á thì ông lại không chịu, ông nói là bỏ luôn rồi. Thì mình từ đó mình biết đó ông ta đã dốc rồi đó. Thì cái vong quỷ áo xanh tóc vàng đó là một cái cô gái mà nói chuyện không được, mình nghe nói chuyện rất là khó. Thì hiện tại kênh Săn Ma Vlog mình đang theo dõi nơi đó, đang theo dõi cái vong cô gái đó, và hiện tại bây giờ chưa thể giao tiếp được đó. Thì mình cũng sẽ hai kênh đó, nói chung là mình sẽ hai điểm. Phải chi mà hai vong này mà biết nhau á, mà thật sự là vợ chồng với nhau thì dễ rồi. Thì để lần sau mình trở lại kênh Smart Vlog mình hỏi một cái cô gái xem thử như thế nào. Thì thôi cả nhà, thì bây giờ trời đang mưa rồi, mình cũng không muốn dài dòng mà cũng như là sợ mưa lớn. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào trong và xem thử hôm nay gặp ông ta như thế nào nha cả nhà. Thì ok, thì chuẩn bị vào video hôm nay thì cả nhà mình hãy nhấn vào nút đăng ký theo dõi mình và đặt cho mình một like để mình có thể có động lực để đi quay bất chấp thời gian, bất chấp mưa gió, bất chấp bóng bùn để chia sẻ với cả nhà những cái clip vị trí nha. Ok, thì thôi cả nhà. Thưa cô chú anh chị ơi, thì hiện tại bây giờ mình đang trú ẩn ở trong một cái nhà mồ, mà cái nhà mồ này chỉ mỏi là có một cái mồ duy nhất thôi và là của một người đàn ông. Thì mình không biết mồ này là của ai. Thì trong này thì cả nhà mình biết rồi. Mà sao mà mình thấy quần áo nó nhóc như vậy? Áo, một áo, áo nè. Áo nít không ạ? Áo phụ nữ nè. Áo học sinh nè. Còn áo đỏ 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 cũng áo nít luôn. Bây giờ đi vào trong. Yeah. Ok, giờ đi vào miếu nè. Mọi người thấy mưa lâm râm, ướt nhẹp hết trơn rồi. Mà cái nhà thấy không? Mỗi lần mà ra một video cho cái nhà mình xem cũng là một cái việc mà tùy theo cái thời tiết và độ khó của nó, đôi khi mà phải hy sinh ướt nhẹp mẩy hoặc là máy móc bị hư để cố gắng ra một video cho cái nhà mình xem giải trí, và cũng có một cái thêm một cái nguồn kinh phí để cho mình tiếp tục cái hành trình của mình đó. Đôi lúc nó cũng có vấn đề nọ sẽ phát sinh xảy ra cái nhà. Rồi, mưa quá trời mưa nè. Để coi ông ta ở đây không. Mưa quá mắc nét luôn. Chưa thấy. Nhẹp hết trơn.
Ê, ê, ê. Kè kè kè, đứng đây à. Thấy không nói. Núp gì nữa? Thấy không rồi? Cái gì? Nói sao? Đến đây lại thăm ông. Hôm trước cúng cho ông nho ăn ngon không? Bắt đầu bắt. Tôi có làm gì đâu. Hả? Tôi có làm gì đâu mà ông la bắt không? Ông muốn gì? Tôi cúng kiến cho ông ăn đàng hoàng chứ ông nói bắt ông cái gì vậy? Ừ. Tôi có thể bùa gì đâu. Dính bùa hả? Đã ông già yếu ông đi không nổi ông ơi chứ ai làm bùa phép giờ đâu ông đâu. Sao? Ui. Cái gì? Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Trời 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 cái gì vậy? Quá mưa rồi. Trời mưa ông bị sét đánh hay sao mà ông dám ra ngoài vậy? Hả? Trời mưa này ông sợ sao mà ông dám xuất hiện vậy? Ông già rồi đó, ai đánh nữa hả? Lúc tôi đi đây, lúc đi đâu có mưa đâu. Lúc ra đi này đâu có mưa tại bị trời mưa đó chứ. Đến đây gọi mưa nè. Hiện tại giờ ông đang liên mình. Hiện tại giờ ông đang trú ngụ ở đâu trong cái miếu này? Đi đâu quên đó kìa. Quá mưa cả nhà ơi. Đi trời. Lúc đó hồi chi vậy ông già? Ông già lúc làm gì ông già? Lúc chi ông già? Ông không cái chỗ trốn đi thì lôi nẻ ông bây giờ nè. Đi đâu hả? Qua đó ngồi hay gì? Lụm gì vậy? Ư gì?
con ốc. Ủa tưởng là ăn chứ. Quá nước văng rồi. Lau bàn, lau ghế nữa. Ông tu hả? Ủa rồi giờ hỏi ông nè, rốt cuộc là ông có vợ hay không? Ông được mấy vợ? Cái vòng áo xanh bên kia là phải vợ ông không? Không, không có vợ. Sao không chứ ông nói ông có vợ? Ông không dốc hả? Sao không dốc chi vậy? Giờ rốt cuộc cái vòng kia ông có bên nhà Tôn kia ông có biết không? Chút thôi hả? Ông với nó có phải là cùng phe không? Ông nó cùng phe hả? Vậy nó cũng đâu có chắc cũng đi ông cũng dữ lắm hả? Ủa ông biết pháp thuật hay sao mà ông giải được bùa? Dạ dạ. Nước cái miếu được quá, không mưa rồi. Quá mưa rồi. Đến nhà anh không trời. Đâu rồi? Ông ta đâu rồi? Bị nước mưa ố camera gì nè. Ông tiêu rồi. Dạ cái ánh sáng bên này. Ô thằng nào đâu rồi? Ở cái nhà mưa quá chắc bây giờ mình cũng kiến rồi chứ, giờ mình đi ngoài di chuyển quá chắc hư máy quá cả nhà. Thôi ok mình tạm dừng nha cả nhà. Cả nhà ơi, thì do là mưa mình sẽ để máy ở trong miếu và mình sẽ cúng cho cái bàn này nha mọi người. Nói chung hôm nay chỉ yếu cúng con ta thôi để làm lành với ông ta mới được, chứ bây giờ làm dữ với ông ta hoài bắt cũng không được đâu. Biết đâu mình làm dữ quá rồi ổng lên cơn cũng không tấn công là mình sao. Nên tiếp tục cúng nho. Trời mưa này không biết ông ra. Trời mưa này ông cũng ra ông xuất hiện nữa. Ai đang cúng cho ông nha. Cái dạ? Cái gì?
Dạ, đúng quá. Mất tiêu rồi ta. Thấy được ăn cái em ru rồi ha. Cái không cúng là hơi quậy nữa rồi. Ướt mình hết trơn rồi. Cái gì vậy? Cái trái mãng cầu. Sao tôi cúng cho ông ăn mà cũng phá rồi vậy? Thôi thôi ông nội. Sao tôi cúng cho ông ăn mà cũng ông phá tôi là sao? Thì tôi đang cúng rồi nè. Để gì lụ đạn hay gì? Dạ. Ủa ông à! Ông ngồi ông canh tôi mà ông không thấy sao? Thì tùy ông thôi, ông sợ thì ông đừng có dùng. Đó, bây giờ tôi ra ngoài, ông sợ thì đừng ăn, đừng có hưởng ha. Ai đói biết liền. Bây giờ tôi để đây. Đó, mời ông đâu rồi, mời. Mời ông dùng. Đâu rồi? Ra dùng đi. Ông uống. Bỏ ông. Ông hả? Bây giờ gì nè, bây giờ tôi kêu ông ngoài thằng nội ngoài kỳ quá. Giờ ông cho tôi biết tên đi rồi tôi dễ kêu. Cái làm gì mày thích bắt tao hay gì? À quên, hình như ông hôm trước ông nói đồng tên là Văn Tùng Lê đúng không? Không đâu, tôi nghĩ ông nói xạo thôi. Để tôi để ông hưởng nữa ha. Đây là làm bạn được không? Bắt tay nha. Không. Làm bạn. Bây giờ ông làm bạn tôi đi, tôi đến đây tôi cúng cho ông hoài ăn hoài luôn. Nha làm bạn, bắt tay. Tại có bùa hết vẫn nữa không? Tay không nè, bùa hết đâu nha. Ôi ghê quá à, bà bắt con nắm tôi luôn thì sao? À, thôi, không có chơi với ông. Bây giờ tôi cúng cho ông ăn rồi đó. Mở nó ăn đi. Cảm ơn mày nha. Cái gì? Cảm ơn mày nha. Ừ, không có gì. Miễn sao ông hiền được rồi, ông đừng có phá hèn ta rồi. Đừng có bắt linh hồn ăn được rồi. Tao tu mà. Nhờ tu. Rồi ha, đây tôi đi à. Tao không ăn người chết ăn cũng dữ vậy. Người khác nào, người nào ăn? Tôi nữa bên kia nó ăn lên thường dữ lắm nha. Nhà áo xanh bên nhà con nữa hả? Ừ. Vì sao không cản nó? Không có ăn chung nó phải không? Cũng có chút chút. Chút chút nữa. Ông bây giờ ông bỏ ăn đi. Nó ăn thì kệ nó, tôi sẽ qua tôi tính sổ với nó. Bây giờ ông bây giờ đây tới tôi cúng cho ông ăn ngập mặt rồi ha. Để ăn linh hồn nữa. Rồi khi mà đến lúc đó, thời điểm chín mùi đó, thì lúc đó ông sẽ được về chùa tu hành ha. Ừ, để ông suy nghĩ lại. Ừ, ông suy nghĩ đi ha. Sao tôi ra ngoài à. Ôi, ra đi con.
Mày có ăn dũng của ông không? Có không? Được không? Được. Nói này nó cúng cho ông đó. Thôi ơi, mình cũng chẳng biết. Ông cho mày nè. Cảm ơn ông nha. Ừ. Nó hiền quá thôi. Dạ rồi con ơi. Mày hưởng nha anh đi. Đó, không có cái gì. Ông gì kìa? Ông nghe con. Ừ? Ông không có về chùa. Chứ mà làm gì? Ông có công việc chuyện. Ừ? Chuyện gì? Ông không nói ra được. Ông gì? Con gửi ông nè. Ôi. Sao vậy? Ông có gốc gì? Gốc nào thôi. Ừ, ông đuổi con rồi, không đuổi hả? Mày muốn ông làm sao? Sao đâu? Tao nói ông thì nói thôi. Ê, mẹ cũng biết lạnh đó hả? Ừ. Cáo già đây nè. Hả? Cáo già nó chưa lạnh đó mà lạnh rồi. Ông khóc, tôi khóc. Khóc là khóc chỗ nào? Ông mặc đồ kính mít, tôi mặc áo này. Dữ hả? Ừ. Ừ. Giờ cái tôi biết rồi. Ừ. Tôi muốn tôi giỏi nó lắm. Trời. Tôi giỏi nó đó. Hả? Tôi giỏi. Tôi giỏi. Ờ. Tôi giỏi mà làm gì? Ướt. Đó ướt. Mưa. Mưa rồi hả? Dạ ông đi. Ừ. Dạ ông bắn nó kìa. Vợ có gì tao làm gì có vợ. Cả bán. Vợ nó dắt hả? Tao tu. Làm gì có vợ. Bản rồi. Ông bị gì tay di lên vậy? Dạ. Dạ, tao đi mua ta. Ông còn nhận nó không? Nhận gì?
ví dụ nó à lại rồi. Bữa trước mày có biết thằng đó nó rùa tao không? Không, tao không biết. Được không? Được. Ông đâu có biết đâu. Ông không muốn về chùa rồi, nào ông về thì ông tự về. Nhưng mà ông á cũng có giúp ích được gì cho người coi. Ở cái lớp mình coi. Con đó là ông cũng có bạn ông gì. Thì ông qua cái bạn ở đi. Bây giờ chỗ nào có phải ở. Thôi. Cái con quỷ nó tăng kìa. Nó đâu có chờ ở đâu. Anh ơi là bạn ở đi. Mày đuổi ông đó hả? Đâu có. Ừ. Ông thấy mày nhỏ. Nay ông không biết mày nữa. Chứ không phải ông đứng lên định quýnh tôi hả? Mày thấy như vậy sao? Thấy như vậy đó. Đúng là anh cũng bị hút cái cây vô mặt tôi rồi. Ờ mày nghĩ dữ đi. Dạ, khó tính. Dạ, mà có y. Dạ, có gì đó. Đúng rồi. Ừ. Giờ mà không biết đường. Anh định làm gì vậy? Nè, mẹ anh đi. Đó, cứ tự thôi. Anh làm gì vậy? Bà có nói xong trời. Đi. Anh làm nhảy nấu cúng cho ông nữa rồi đó. Thôi. Mày ở đây đi. Dạ, khó tính, xấu tính. Mặt còn ngon nữa. Không đánh đi con ơi. Alo, kia, alo. Quýnh thiệt hả cơ? Nếu mẹ quýnh trời. Hả? Ông coi chừng tôi đó nha. Ở trên cây nè. Bố thì là dưới nhỏ sao nhanh vậy? Không biết chuyện nó mà nó biết chuyện mình hoài. Ủa Thúy An đang khóc vậy? Làm gì khóc đó mày? Khóc đâu ạ? À?
Gì ạ? Vụ gì nữa? Hôm nay đã đến tôi cúng cho ổng, mày xuất hiện làm chi? Tại vì hôm trước tao bắt ổng không được, phải không? Hôm trước tao bắt ổng không được, hôm nay tao muốn cúng kiến cho ổng, cho ổng ăn, để là làm quen với ổng, để tôi từ từ tôi dụ ổng, phải không? Mà sao hôm nay trời mưa mày cũng ra nữa hả? Mày đói biết rồi, nhưng bây giờ trời mưa mày ra đây lỡ xét đánh là sao? Ông già kia không sợ mày, mày sợ gì? Đi chờ đánh mày là đi luôn chứ thoát gì nữa. Bây giờ nó có teo rồi nè mày, đi 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 đi, để mày đi đi, để mày xuất hiện đây nó không gặp tao gặp mày nữa, ông ông biết là tao mày mưu kế nhau đó. Thì cái nhà ấy, thì ông biết hôm nay tại vì lúc đầu mình vô mình quay mình thấy Thúy An không xuất hiện nên mình nghĩ là cái hôm nay là Thúy An không có xuất hiện, trời mưa không có xuất hiện, thì hôm nay mình cúng cho mỗi con già, nhưng mà thèm nội à, nhưng mà ai ngờ bà Thúy An xuất hiện ra đây, bà hưởng chung với ông thèm nội, bây giờ bị quýnh rồi khóc. Thì mình đang làm lành với ông ta để giúp đỡ ông ta, mà bây giờ bà Thúy An mới ra đó. Gì nữa không? Mày thấy không? Vụ gì? Dạ. Không có cái chuyện với đó mà nó kiếm chuyện với tao rồi. Ông không kiếm chuyện với nó mà kiếm chuyện với ông. Ừ. Sao kỳ cục vậy? Tao. Sao kỳ vậy? Ai biết. Nghe nói gì ông mà quýnh nó vậy? Dạ mà mặt nhăn. Dạ mặt nhăn thì nó đúng rồi. Đó có tên. Đúng không? Ông có mặt, à, mặt ông có nhăn không? Đâu có nhăn thì nhăn nhăn chứ đâu có xấu tính. Ừ vậy sao quýnh nó đúng mà. Ta xấu tính đâu. Mà ông nó đúng mà sao quýnh nó. Sao quýnh nó kỳ cục à? Nó có dành ăn với ông không? Nó đuổi ta đi nữa. Đuổi ông hả? Ừ. Đuổi ta đi nè. Ông già rồi. Đi đi. Ở đây để cho nó. Kỳ vậy? Dành chỗ không à? Ừ. Thôi để tôi về tôi dạy cho nó ha. Ông đừng có hại ai được rồi, đúng không? Tôi đến đây tôi cũng kiếm cho ông nha. Ừ. Thì ông có muốn ở qua ở chung với Diễm Mu bên kia không? Lâu lâu qua thăm được. Lâu qua thăm thôi hả? Mà ông mới nói xạo, ông nó đâu có giả vờ đâu, qua thăm xong chuyện quýnh thăm luôn á. Biết chút chút qua chứ không ai quýnh đâu. Biết đâu có dành ăn cho ông quýnh đâu làm sao? Ông già rồi, ông nó lợi ở đâu? Dạ dạ chứ nó thật nhiều hơn nó. Thấy thật nhiều nó hả? Ừ. Thôi giờ ông đi nơi nào của ông thì về đó đi. Thì lần sau tôi sẽ đến, tôi sẽ cố gắng cúng cúng với chồng nữa ha. Thì ông làm hiền đi thì tôi mới cúng với ông được nha. Thôi chào ông nha. Thì cô chú anh chị ơi, thì cái bà Thúy An này cũng là cái biết rồi, bà ở nhầy nhụa bà ấy lắm, không biết bà ở đây bà nói xiên nói xỏ cái ông thầy em ngồi như thế nào mà không đồng quýnh bà. Ừ thì mày nói đúng rồi, nhưng mà không nên nói vậy, người ta tự ái phải không? Ta già nhưng mà nói ta dai dăng tao không chịu. Chịu dai dăng gì chứ bộ? Thì tao biết có dai dăng rồi. Tao biết thôi. Thì ổng nha. Thì ổng dai dăng, nó biết dai dăng rồi, nhưng mà cũng bé là ổng không chịu. Thôi đi từ từ đi, để tôi giúp ổng nha. Chừng nào mà tôi có chuyện gì thôi kêu mày ra. Rồi gì? Gì? Giết luôn mà quýnh lão không mà quýnh. Thôi 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 mưa rồi, đi về nơi chú ẩn đi. Nghe không? Thôi cả nhà, thì chắc là đến đây mình cũng xin khép video lại. Thì cảm ơn mọi người đã xem video rất là nhiều. Yêu quý kênh, nhớ đăng ký kênh like ủng hộ mình nha cả nhà. Chào mọi người, hẹn mọi người tập sáng nhé, bye bye.